Ngày 8 tháng 4, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang xác minh thông tin ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, đánh ông Lê Đức Huấn, phó hiệu trưởng trường này nhập viện. Ông Trần Kim Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy Bắc cho biết, qua nắm thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 4. Thời điểm đó, học sinh đã vào học. Tại sân trường, ông Phan Anh Tuấn có xảy ra xô xát với ông Lê Đức Huấn. Một lúc sau, ông Lê Đức Huấn bị thương tích, phải vào trạm y tế xã sơ cứu, rồi lên bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy để điều trị. Ông Trần Kim Trung cho biết thêm, ông đã liên hệ với hai thầy, nhưng cả hai đều nói khác nhau. Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ, rồi sẽ thông tin. Sáng ngày 8 tháng 4, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng thông xảy ra tại tiểu khu 276B, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Ghi nhận các đám cháy lớn đã được khống chế. Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, vụ cháy đã ảnh hưởng tới 10 hectare rừng, gồm rừng thông tự nhiên lớn, cháy thảm cỏ lớn dưới tán rừng. Tại hiện trường, nhiều lớp thực bì sau đám cháy đã bị thiêu rụi, nhiều cây rừng nhỏ cũng bị cháy khô sau đám cháy. Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 150 người tham gia dập lửa. Ngày 8 tháng 4, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, xác nhận với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội An sẽ lùi thời gian thực hiện việc phân luồng lối tham quan giữa du khách và người dân vào phố cổ để điều chỉnh phương án này cho phù hợp hơn. Theo ông Trần Ánh, trước mắt các hoạt động bán vé tham quan sẽ được tổ chức như thời điểm trước dịch COVID-19. Một số nội dung mới trong dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, như việc phân luồng lối đi du khách sẽ được lùi lại, không áp dụng vào ngày 15 tháng 5 để lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An có dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An. Từ ngày 15 tháng 5, mọi du khách trong nước và quốc tế muốn tham quan khu phố cổ Hội An đều phải mua vé, phân luồng lối đi riêng dành cho du khách và người dân địa phương. Thông tin này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Khoảng 2 giờ ngày 8 tháng 4, xe khách mang biển kiểm soát 67B do tài xế Thiều Thiên Thanh, 43 tuổi, quê tỉnh An Giang điều khiển, đang lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng từ Tiền Giang về thành phố Hồ Chí Minh, đến đoạn km 12 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã tông mạnh vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 95H do tài xế Nguyễn Hoàng Cơ, 37 tuổi, ngụ Kiên Giang cầm lái chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã làm thùng xe tải bị bung ra, hàng hóa trên xe rơi xuống khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến đường phải di chuyển chậm kéo dài nhiều km. Xe khách mất kiểm soát lao vào bên phải đường, tài xế xe khách tử vong tại chỗ. Khoảng 4 giờ 50 phút sáng ngày 8 tháng 4 đã xảy ra vụ cháy tại chợ Long Mỹ, nhà Long A thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Dù lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời nhưng đám cháy đã thiêu rụi hai căn nhà. Rất may người dân thoát ra kịp thời. Ông Đoàn Quốc Thật, Bí thư Thị ủy Long Mỹ cho biết, nguyên nhân vụ cháy có thể phát sinh từ quán cà phê góc đường rồi lan sang căn nhà kế bên. Rất may quán cà phê này không có người ngủ lại trong đêm. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để ngăn vụ cháy lan sang các nhà liền kề. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày đã khống chế được vụ cháy. Công ty Hoàng gia Đà Lạt, chủ dự án sân golf Đồi Cù, tỉnh Lâm Đồng, vừa được thông báo đơn giá thuê đất dự kiến theo chu kỳ đột ngột tăng 1.207%. Nếu áp dụng theo đơn giá này, khả năng doanh nghiệp sẽ phá sản bởi doanh thu thực tế không đủ đóng tiền thuê đất. Thậm chí bán sân golf cũng không có tiền đóng. Được biết, doanh thu cao nhất của sân golf Đồi Cù vào năm 2019 với 29 tỷ đồng. Công ty Hoàng gia Đà Lạt cho rằng cơ sở pháp lý để Cục Thuế Lâm Đồng xác định đơn giá thuê đất là khoảng 1 điều 14, Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tuy nhiên, nghị định này đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016. Theo đó có thể hiểu, tính từ chu kỳ năm 2006 đến năm 2011, 2011 đến 2016, 2017 đến 2021, 2022 đến 2027,
chỉ được thực hiện điều chỉnh tăng 15% so với giá thuê đất của kỳ ổn định trước đó và áp dụng cho thời gian thuê đất còn lại của dự án đến năm 2041. Do vậy, doanh nghiệp này kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan áp dụng các quy định lựa chọn phương pháp xác định đơn giá đất phù hợp với tình hình thực tế cho việc thuê đất, không chỉ tại sân golf Đồi Cù, mà còn các khu đất khác của doanh nghiệp đang thuê là khách sạn Dallas Pasti, khách sạn Drew Park Dallas cùng hai biệt thự tại số 27A và 27B đường Trần Hưng Đạo. Về kiến nghị này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Tài chính khẩn trương liên hệ làm việc với cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên Môi trường, đề nghị sớm nghiên cứu hướng dẫn việc áp dụng loại đất sân golf để xác định đơn giá thuê đối với doanh nghiệp trước thời điểm 30 tháng 4.